Xin chào các bạn đến với chương trình LamberQ TV. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn 7 yếu tố để thành công trong sự nghiệp ở thế kỷ 21. Các bạn thử tưởng tượng xem các bạn đi vào siêu thị để mua một hộp bánh. Trên cửa hàng, trên kệ, các bạn sẽ thấy có hàng trăm mẫu hàng với giá cả cũng ngang ngang như nhau, với những thành phần hứa hẹn giá trị bổ dưỡng cũng ngang ngang như nhau, và bao bì thì cũng ngang ngang như nhau. Vậy thì bạn sẽ chọn gói bánh nào? Tôi nghĩ rằng với một thời gian rất là hạn hẹp, bạn sẽ chọn gói bánh mà bạn đã dùng trước đó rồi và bạn đã hài lòng về nó. Hoặc là bạn sẽ chọn một cái bánh mà đã được gia đình, bạn bè giới thiệu hay quảng cáo nó là ngon lắm, và bạn sẽ chọn gói đó, đúng không? Hoặc nếu như bạn không có thông tin gì cả thì tôi sẽ nghĩ rằng bạn sẽ chọn gói bánh mà bắt mắt bạn, gây sự chú ý cho bạn và đột phá, tức là làm cho bạn phải tò mò và tìm hiểu xem có cái gì ở trong đây. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy cạnh tranh, có quá nhiều thông tin và có quá nhiều sự chọn lựa trong thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ cũng như là thị trường nhân sự. Có rất nhiều sự chọn lựa như vậy. Vậy làm thế nào để chúng ta nổi trội? Làm thế nào để chúng ta thành công? Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn 7 yếu tố, viết bằng 7 chữ P cho các bạn dễ nhớ, 7 chữ P tiếng Anh, để các bạn thành công trong thế kỷ 21 này. Thứ nhất, purpose. Mục tiêu của bạn là gì? Mục đích của bạn là gì? Thứ nhì là presence, thần thái, diện mạo, phong cách của bạn ra sao? Thứ ba, performance, tức là khả năng thành tích của bạn như thế nào? Thứ tư, people, tức là bạn biết ai? Và thứ năm là publicity, tức là ai biết bạn? Và thứ sáu là participation, vai trò tham gia lãnh đạo của bạn như thế nào? Và cuối cùng là prosperity, có nghĩa là sự tăng trưởng, sự nở rộ của bạn như thế nào? Bây giờ tôi xin giới thiệu. Thứ nhất, purpose là mục đích. Tất cả các mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta thành công, tất cả đều bắt đầu bởi mục đích. Bạn muốn gì, bạn phải hiểu bạn muốn gì. Tất cả đều bắt đầu với purpose. Điều thứ nhì là chúng ta sẽ nói về presence, tức là phong thái của bạn, bề ngoài, cách bạn đi, cách bạn đứng, diện mạo của bạn, thái độ, lòng tin của bạn thể hiện toát ra như thế nào. Khi người ta nhìn vào, người ta có tin tưởng bạn hay không? Các nhà khoa học, họ có một cái nghiên cứu rằng chúng ta chỉ có 7 giây để mà tạo một ấn tượng cho một người khác. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái tin rất là không có công bằng, nhưng mà khoa học đã biết rằng cái não của chúng ta sẽ dùng thời gian còn lại để đi tìm những cái dẫn chứng để chứng minh rằng những cái nhận định của 7 giây đầu là đúng. Cho nên khi mà 7 giây đầu bạn tạo một ấn tượng sai, tức là bạn đã mất đi rất là nhiều cơ hội, cũng giống như là bạn bắt đầu bơi ngược dòng. Và kế tiếp là chúng ta sẽ nói đến performance, tức là khả năng và thành tích của mình. Ngày xưa ông bà cha mẹ chúng ta dạy rằng con phải hoàn hảo, con phải giỏi tất cả, con phải toàn diện. Nhưng ngày hôm nay tôi không tin điều đó đã còn là đúng nữa, bởi vì chúng ta đang sống một trong thời đại có rất nhiều điều chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải cải thiện mỗi ngày, bởi vì thế giới công nghệ thông tin mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng và chúng ta phải liên tục là học và bỏ đi những cái đã học vì nó không còn tốt, không còn hiện hữu, không còn có giá trị nữa, và chúng ta phải liên tục làm những cái điều đó. Cho nên để mà hoàn hảo sẽ tốn rất nhiều công sức. Lời khuyên của tôi cho các bạn đó là chúng ta sẽ dùng điểm nhấn, tức là bạn sẽ chọn ra một cái sức mạnh cốt lõi, một cái điều bạn đam mê, một cái điều bạn không mệt mỏi nhất khi bạn học, bạn làm một điều đó. Bạn chọn cái điều đó và bạn phát huy cho nó đột phá, vượt bậc luôn. Một cái điều mà không lặp lại được, không ai lặp lại được, không ai cạnh tranh với mình được. Chẳng hạn như trong một cửa hàng, trong cửa hàng đó bạn có thể có một món hàng mà đối thủ cạnh tranh không có, và khách hàng sẽ đến đó để mua món hàng đó của mình. Và vì khách hàng đang trong cửa hàng đó để mua món hàng đó của mình, họ sẽ mua những món hàng khác mà đối thủ cạnh tranh của mình cũng có. Tập trung vào một cái niche,
tiếng Anh gọi là niche, tức là một điểm nhấn, một cái điểm sức mạnh cốt lõi của mình. Và tiếp tục là chúng ta, và tôi xin nói một cái ví dụ thêm, chẳng hạn như trong công ty bạn nên là một cái người, chẳng hạn như tôi rất là giỏi về IT, về vi tính, về công nghệ. Thí dụ như bất kỳ ai có một cái câu nói gì, có một cái thắc mắc, có một cái problem, có một cái điều gì mà họ vướng mắc, họ đi tìm Phong nè. Phong giỏi lắm, Phong giỏi về vi tính, để Phong sửa cho, đi tìm Phong nè. Tức là nói tới vi tính là phải nói tới Phong. Bạn nên tạo cho mình một cái sức mạnh cốt lõi đó. Bạn không cần phải là người toàn diện. Và kế tiếp là chúng ta sẽ nói đến people, tức là bạn biết ai. Bạn không nên nghĩ rằng là sáng tôi cấp ô đi, chiều tôi cấp ô về, tôi làm phòng kế toán thì tôi chỉ biết những người trong phòng kế toán của tôi thôi. Chúng ta đang sống trong một thời đại, tôi đã nói, có rất nhiều thông tin và có quá nhiều sự chọn lựa. Vì thế sự đào thải cũng cực kỳ tàn nhẫn và khốc liệt. Cho nên nếu như bạn không vượt ra khỏi cái khuôn khổ của mình, và các bạn đi tìm những mối quan hệ, có thể là đi qua những phòng ban khác để thiết lập những mối quan hệ, thì các bạn sẽ bị chậm về thông tin, các bạn sẽ bị bỏ quên và các bạn sẽ bị đào thải rất sớm. Và tiếp đến là tôi nói về publicity, tức là ai biết bạn. Ngày hôm nay chúng ta không khó khăn để mà trở thành nổi tiếng, phải không các bạn? Nổi tiếng trong nhóm bạn của mình, nổi tiếng trong cộng đồng của mình, và nổi tiếng trong công ty của mình, trong cái lĩnh vực chuyên môn mà mình đam mê, mà mình yêu thích. Chúng ta có LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, WhatsApp, tất cả mọi phương tiện để bạn có thể phát biểu, chia sẻ những kiến thức của mình. Và các bạn trẻ cũng sử dụng rất là nhiều ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi có một cái điều muốn cảnh báo với các bạn, đó rằng là chẳng hạn như các công ty ngày nay họ có một họ thu nhận đơn xin việc để tuyển bạn vào làm, thì khi mà bạn vào làm, họ đọc đơn xin việc, họ rất là hài lòng và họ đi tìm bạn trong các trang xã hội cá nhân. Thì khi mà họ vào trang Facebook của bạn thì họ lại thấy những hình ảnh, những lời phát biểu mà nó không có hợp và nó không có mang tính chuyên nghiệp và nó không thống nhất với những cái thông điệp mà bạn truyền tải trong cái hồ sơ xin việc của bạn. Và bạn đã biết câu trả lời là gì? Họ sẽ không thuê bạn. Cho nên điều quan trọng khi mình xây dựng một hình ảnh, bạn muốn thành công thì hình ảnh đó phải nhất quán. Khi họ tìm, thí dụ như tôi nổi tiếng về chụp hình, thì khi Google tên của tôi thì tất cả mọi phương tiện, tất cả mọi trang xã hội sẽ hiện lên những cái khả năng, những cái điều rất là positive, rất là tích cực về tôi, về vấn đề đó. Thì các bạn ngày nay nên tập trung để xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái uy tín của mình như vậy. Và kế tiếp tôi nói đến đó là participation, tức là vai trò tham gia của bạn trong công việc cũng như là ngoài công việc. Các bạn nghĩ là tôi đi làm như vậy là đủ rồi, đây là cái dự án này của tôi, công việc của tôi, trách nhiệm của tôi làm hết là xong. Nếu bạn nghĩ như vậy thì khả năng thành công của bạn sẽ hầu như là không có. Và tôi cũng đã nói rồi, rất nhiều sự chọn lựa và sự đào thải rất khốc liệt. Bạn phải vươn ra ngoài khỏi cái tầm trách nhiệm của mình, mà phải luôn luôn là tự nguyện. Chẳng hạn như bạn tham gia những cái dự án mà có thể khó hơn cái khả năng mình một tí, hơi thử thách với mình một tí, nắm những cái vai trò lãnh đạo mà mình cảm thấy rằng là đó là cái lúc để cho mình có dịp phát huy những kỹ năng, những cái mối quan hệ về lãnh đạo, là bạn nên tham gia trong công việc cũng như là ngoài công việc, trong xã hội, những cái chương trình làm thiện nguyện, giúp đỡ cho cộng đồng. Tất cả những điều đó đều giúp cho bạn phát triển những kỹ năng và khả năng lãnh đạo. Và cuối cùng là tôi muốn nói đến đó là prosperity, tức là sự tăng trưởng, sự nở rộ. Tôi nói rằng tôi đã thành công rồi, vậy bây giờ tôi làm sao? Tôi đâu có cần phải phát huy gì nữa, đúng không? Không các bạn, chúng ta phải liên tục phát triển, liên tục học hỏi. Bởi vì ngày hôm nay những cái điều chúng ta biết có thể là nó đã lạc hậu, và chúng ta phải liên tục học hỏi. Nếu bạn có tinh thần như vậy thì bạn mới có thể đáp ứng và thành công được trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể là đi tìm người để dẫn dắt và gọi là đỡ đầu cho mình. Còn nếu như bạn mình giỏi rồi
thì mình cũng nên đi tìm những bạn trẻ hơn mình để đỡ đầu cho họ. Bạn sẽ nói tôi đỡ đầu cho người khác thì tôi được cái gì? Tôi có học hỏi được gì ở các bạn trẻ không có kinh nghiệm hay không? Nhưng sự thật không phải là như vậy. Ở công ty Microsoft chẳng hạn, họ có một cái chương trình mà tôi nghĩ rất là tuyệt vời, gọi là Reverse Mentorship. Tức là chẳng hạn như những anh chàng vai trò rất là thâm niên trong công ty, giám đốc, tổng giám đốc hay là CEO, nhưng anh ta lại được bổ nhiệm người đỡ đầu của mình, người hướng dẫn của mình lại là những em sinh viên mới ra trường và mới vào làm công ty. Các bạn nghe thấy có rất là ngộ nghĩnh với không các bạn? Nhưng mà như thế nào? Bởi vì các em sinh viên mới ra trường, mới vào công ty, cái đầu óc của họ còn rất là tươi trẻ, như một tờ giấy trắng, đầy niềm tin, và họ chưa có những cái trải nghiệm về sự thất bại cũng như là những cái tư tưởng mà nó hơi mang tính chất bi quan. Cho nên cái sự mà về khám phá những ý tưởng mới và những câu hỏi của họ sẽ đem đến cho chúng ta những cái suy nghĩ mới, những cái phát minh mới. Cho nên rằng là bạn có đỡ đầu cho những người trẻ không có giỏi bằng mình, hoặc là được đỡ đầu bởi những người giỏi hơn mình, thì tất cả để giúp cho các bạn tăng trưởng và nở rộ. Tôi xin lặp lại 7 chữ P, 7 chữ P cho các bạn dễ nhớ. Thứ nhất là purpose, mục đích của bạn là gì. Thứ nhì, presence, trạng thái, phong cách và cái diện mạo của bạn như thế nào. Thứ ba là performance, tức là với các bạn thành tích, khả năng của bạn như thế nào. Thứ tư, people, bạn biết ai. Thứ năm, publicity, ai biết bạn. Thứ sáu, participation, vai trò lãnh đạo của bạn, sự tham gia lãnh đạo của bạn trong những vai trò lãnh đạo như thế nào. Và cuối cùng, prosperity, sự tăng trưởng, sự nở rộ. Xin chúc các bạn gặt hái nhiều thành công. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Langberg QTV. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành